sau kiểu, chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh phải giao thông. Thế là sau một lần trêu em ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Và có lần thì em cũng, hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng máu nhiệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Đúng rồi. Máu lắm rồi chúng. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Mình rất là Bluetooth đúng không? Đẹp cái chị. Chưa đều là mắt gà như nhau. Rồi chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ thế ạ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em thời xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay thời đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới rồi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh phải giao thông. Thế là sau một vài lần trêu em ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, em chị cũng vậy mà. Lúc thế, còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đây là ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bạn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó
Vâng, thì vợ, bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý còn đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được một cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng, hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con, ngoài đường cá mập. Nghe được cá mập về nhà cá con đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả, hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung, còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên trời, thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu với nhau, thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian, thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen, em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên trời làm sao mà gọi thường xuyên được không? Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp, hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Ông chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng, thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ, anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích đúng, các anh cũng thích chứ làm gì có mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích. Tại vì đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu, xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng cảm giảm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiểm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tật xấu vừa thể hiện luôn rồi anh.
Cảm lắm ạ. Cảm giam hay quát lắm. Trong 12 tôi mà hay quát lắm. Ừ. Quát em ạ. Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách tại vì em đọc trên iPad mà. Ừ. Ở lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Ừ. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Ừ. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi, tức là sau khi con ngủ rồi. Ừ. Tối tối muộn muộn 10 giờ 10 giờ em chơi, thành ra chơi hơi muộn, có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Ừ. Lâu lâu lắm rồi máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Đây, vợ hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ thật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả quát chồng cả con. Ừ. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy, stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Thế bây giờ là quát thì thôi dắt con đi vào trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng cả con đang ở đâu. Vậy à? Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thi thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải ty phát triển hơn nữa. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Dạ. Bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi. Thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không. Em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn. Con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như mà em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ. Tức là mẹ con giữ con quá. Mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được. Em còn con còn nhiều cái con còn nói cơ mà, mẹ em giết em đấy. Anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế sao con bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, con về. Kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì bị buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sáng, hôm sau. Là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1 2 tiếng rồi đấy, đến tầm thiếp đi một tí rồi đến sáng tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Qua đứng nữa. Đứng để chờ đến giờ mà ăn sáng là dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có chưa có vô nhà không? Không, đứng ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng, rồi là ông ấy qua, ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng thì thôi, bây giờ mình chia tay thì mình vẫn làm bạn. Thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Xong rồi là, bây giờ vợ thầy kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về, đón con về rồi thì anh ấy bắt đầu anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí. Thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi, anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi rồi thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý. Bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi đó, rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn, và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được. Anh chấp nhận là chúng mình làm bạn. Thì con nghĩ một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội tội. Tại vì thực ra là ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc là, động. Tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được. Động lòng đó. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi. Thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra. Xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đi đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa. Và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương. Thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ. Và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con. Anh bảo là thôi, tha thứ cho anh. Anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi, tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là quên luôn câu chuyện. Coi như là chia tay nhau đến quá tận là dễ mua chuộc. Chia tay nhau đến tận một ngày. Dạ vâng, đúng quá tài luôn. 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta? Kỳ công luôn á. Vâng, thì lúc đấy là sức mạnh của tình yêu thôi. Bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi, thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Sợ là lần... vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất đó con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con vợ chồng dài con nhất thì... là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm. Bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm. Nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ông chạy qua bên con. Mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng. Thôi cứ cho như là 24 đi em phân tích chỉ cho nó mệt vậy. Chưa tới 24 tiếng. Rồi bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Khoảng tầm gần 2 năm ạ. Gần 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết gia đình hai bên chắc là coi như là không có ai có ý kiến gì. Bởi vì tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là... Không có gì lắm ạ. Không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy ạ. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó thì là nó ra đời là tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong là có bầu liền. Có bầu liền. À không. Con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng, thì con có bầu trước khi cưới thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện ra con có bầu con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra sợ. Là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã. Học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là con tránh bọn, được con, được. Bọn con không có cái chủ đích là để mà có để mà có. Để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận ý ạ. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê đi mũi cứng này rồi là nhảy những các kiểu trên sàn quay nhảy vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ còn bảo rồi đấy cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy chứ quay nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok là duyên đấy. Nhưng mà là đứa bé trai hay bé gái đầu? Dạ, bé gái bé gái, bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không?
Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình mọi thứ mình hanh thông các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con của đúng bạn rồi này. Có nghĩa là rồi, công việc của con phải là hoạt động liên tục mà với những cái thế rất là khó như vậy mà vẫn còn bám. Tức là tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả. Và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa, mình vừa nhảy, xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm những cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu hùng hục. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó không? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con. Mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong tự nhiên mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khổ, nó rất là khó ấy. Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao chồng con có nhưng mà cái lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con cũng lo chứ. Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ không? Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đâu mà mình phải quyết tâm và đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì bị mẹ phản ứng không? Ôi dồi ôi, một trận té tua luôn đấy, lôi đình luôn đấy ạ. Mắng hai vợ chồng luôn, mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ, mẹ có đánh mẹ có chửi anh chịu hết, anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Thế bây giờ chồng kể tiếp đi. Sau lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà, lúc đấy vợ đi học. Nên con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Run. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi và bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Thế bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang là có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Mày làm cái gì đấy, ra lại thế, nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à. Mày giết tao à? Ghê lắm ạ, ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không, hay là mẹ có cô dọa bắt bỏ? Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi trời ơi, tại sao lại như thế này, tao đã nói chúng mày như thế nào rồi, tao đồng ý chúc cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này, sao chúng mày ngu thế, chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à, các kiểu. Nói chung là nói một thôi một hồi xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là gọi con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu. Bà thì nói như thế thôi, nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ, bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng nhìn con. Nhìn đôi mắt rướm rướm. Dạ vâng. Đấy rồi, thế là đồng ý ạ. Vâng, đồng ý thì rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái tới phần kia đi chị ạ. Đi chương 2. Đó, tới cái phần là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao nè? Hai mặt con rồi. Đấy. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu? Thôi bây giờ cho chồng con nói trước đi. Nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi, vu vơ, nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ cháu kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng, thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng, mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho ấy cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ ra ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau.
thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường. À thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi, để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước, xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì, im lặng ngủ. Im lặng là rất sợ, con có đoán à? Chết rồi, cái gì đấy? Có biến, có biến. Làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ là mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy. Rồi chồng ơi. Vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ tại sao lại bảo con? Con làm sao mà đủ được? Mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em ơi em mệt à. Thế. Thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là kiểu rồi, đã chồng... là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá như cái thời mà mới yêu. Nhưng mà vẫn giỏi đúng không? Con đúng phải rồi. Rồi. Tức là tính là hay dỗi rồi, một cái gì hay giỏi. Cái gì nữa? À đi ngủ mà quên không hôm. Là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn thế, trong thế. Cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi đấy, là vẫn là mà, cái tật đấy rồi. Trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là có bị là dỗi luôn, đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi dỗi luôn thế. Tức là tình không biết trước được cái đây là cái hố mà chẳng may cứ bụp phát vào phát anh cứ đi cái kiểu gì nhỉ. Thế mà không biết nhìn nữa, cứ đi tôi đau. Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ đấy, vợ con chỉ mỗi cái tật xấu, mỗi cái tật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không, có dễ hết giỏi không? Dễ, có nghĩa là cũng dễ dỗi nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Khổ thế, kinh khủng lắm quá vậy. Có những cái lần đập phá đồ. Ồ, vâng. Đâu cái lần đập phá đồ là con bị điên. Là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu cái lần đập phá đồ? Đập phá đồ là cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗi nhiều quá rồi thì con đến được. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á, là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế còn có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống con, không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra là ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị... Tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. Tức là có lý do chứ không... Ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích hiểu. Một chút. Hiểu rồi. Dạ, vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. À, tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi, cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố, nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Ê, nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi, rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhá, tại vì con đang... Vì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi, nhưng mà con đang con con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này, quen rồi. Thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình cũng phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Sau cuối cùng đến nửa tiếng sau, tầm mấy chục phút sau lại nghĩ mà
thôi, vợ là bệnh, tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thì thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia. Bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì tan hoang. Cái đó là cái mà con tự nhịn, nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? À, chắc chắn là con mong muốn vợ con đó, thay đổi thì giờ ít hơn là... nói đi đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em, anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Ờ em giảm rồi mà. Thời điểm này em giảm rồi, bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm thôi, giảm thế được rồi thôi. Anh... từng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái, không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? À, có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn. Ông chặn con tất cả các nền tảng luôn. Chặn Facebook. Chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn. Dài lắm. Và ông ấy chặn luôn con. Con nhảy lắm đúng không? Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Tinh cãi nhau cái tinh tinh cái. Là chú hiểu vợ rồi. Yêu cái này bắt đầu. Ôi giời ơi, cái này vào đọc chắc là dài lắm cái này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt xóa luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất để chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Đừng nhìn. Vâng. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bắt đầu nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là có nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói kiểu không có người nghe ấy. Thế nên là con lại cấp độ con lại càng điên lên. Nhưng mà hồi trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được. Mỗi lần mà huề lại với nhau á, rồi mở chặn á. Dạ. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ừ, làm lúc bình thường rồi mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn, con mở cho ảnh hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao? Giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Chẳng thực ra là thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó ấy, thì nó đều xuất phát từ cái việc tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được là mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Thì con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói thì cho nó mệt đúng không con? Thôi kệ, mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú ấy vào hùa với anh ấy rồi đấy. Con vẫn ok hết. Anh ấy về anh lại im lặng tiếp. Okay. Không, con biết sao? Thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không ạ. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó, và con nói sao ta, giống như là đối phương á khi, tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng cô nghĩ là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Vâng. Thì theo cô á thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, con lấy cái mốc là từ hôm nay đi. Dạ. Thì con sẽ bắt đầu á, con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có, vì nói gì nói chứ mình cũng là bà mẹ ba con rồi. Vâng. Đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Dạ vâng. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á thì chồng con cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó chứ không phải là không.
cái người, tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó là đã mệt rồi, lại còn phải ghi, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn nữa. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến đó, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là à đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ sau cái lần, tức là sau cái điều đó, con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi, tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là nó giận dỗi nhau thế này, nó bị uổng đi, nó mất hay. Có ạ, thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì chồng con, bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á, thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung, cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi, và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm giác là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình, đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, người ta đúng rồi đó. Thì đó, thì cho nên bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình, uổng lắm. Cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn hai vợ chồng nhé.